Xin chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Hôm nay Bất Động Sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà một trệt hai lầu sân thượng trong khu dân cư Hưng Phú, đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 7m, có vỉa hè hai bên. Nhà thì khu dân cư Hưng Phú này thì nhà xây đồng bộ, phủ kín 90%. Diện tích của ngôi nhà của mình nó là ngang 4, dài 14, 5-6m. Hiện trạng nó là một trệt hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 WC. Rồi chúng ta cùng vào tham quan bên trong. Thì tầng trệt nó bao gồm có phòng khách, bếp, toilet. Thì nhà do công ty phát triển nhà Văn Minh xây nên là rất là chắc chắn. Quý khách hàng có thể là dọn vào ở ngay. Rồi. Thì tầng 2 và tầng 3 đều có hai phòng ngủ riêng biệt ở mỗi bên. Rồi, chúng ta lên. Thì có toilet riêng từng phòng hết. Em mới dùng hai phần này chút về. Rồi chúng ta cùng lên sân thượng. Từ vị trí của cái ngôi nhà của mình ra có mắt Bình Triệu 300m, về mặt tiền quốc lộ 13 400m, về cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, bến xe miền Đông, sân bay, di chuyển là từ 5 đến 15 phút. Có cái sân thượng hay hai bên, thường tiện có thể là trồng cây hoặc là gia đình đông thì có thể là mình làm thêm phòng. Rồi, được rồi, anh chung vậy nhé. Kết cấu còn chắc chắn, nhà còn mới, với khách hàng và các nhà đầu tư có thể là dọn vào ở ngay hoặc là cho thuê. Một chi tiết xin liên hệ với lại Bất Động Sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Rồi, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.